Từ khi mà có cái khám chữa bệnh hỗ trợ từ tuyến trên trở xuống ấy thì tôi thấy là rất là bổ ích, bởi vì cho hệ bác sĩ tuyến xã chúng tôi bây giờ nếu gặp những trường hợp cấp cứu khó khăn nhiều cái thì cũng không thể biết hết được, muốn cần sự hỗ trợ chúng tôi chỉ cần vào cái hệ thống kết nối với lại chỗ tuyến trên thì chúng tôi đã được sự hỗ trợ của tuyến trên giúp đỡ cho bệnh nhân qua khỏi những cái vấn đề cấp cứu. Hôm nay đến đây khám, được bác sĩ ở xã khám, rồi có cả bác sĩ ở huyện nói chuyện, hỏi thăm và động viên để tôi yên tâm ở lại đây điều trị. Rất là cảm ơn các bác sĩ. Khi mà cán bộ y tế cơ sở gọi là chúng tôi có thể tư vấn, thậm chí hướng dẫn cho y tế cơ sở cần phải làm gì trước khi chuyển về đây. Thì trong quá trình chuyển về đây, cơ bản sơ cứu ban đầu đúng với cái bước xử lý tiếp theo thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.